Và lời nói đầu tiên thì Châu Hiếu xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em cộng đồng mạng cũng như là cô chị chú bác ha. Thì có clip gần đây nhất á, Hiếu có hướng dẫn chia sẻ là sự một viên bốt là nó bị cháy mạch á. Thì giờ clip đó mà cũng có một anh hay chú gì đó ở dưới Cà Mau khóm 1 đưa đến cho mình. Thì trong cái clip đó đó, Hiếu có nói một câu là đóng pin đó là phải cần thêm có một cái máy, phải chính xác hơn là cái máy của khách luôn thì càng tốt, thì để cho nó có nghĩa là mình test thử luôn rồi mình kiểm tra cả máy, chứ không phải là khi anh em đóng pin về thì anh em có bảo hành, mà như Hiếu là bảo hành 3 tháng đó, xong cái mình đóng pin mình đưa về cho khách, khách lại kêu lại hư pin nữa, và tất nhiên là cái máy nó có vấn đề chứ không phải là pin mình có vấn đề không. Đó, đa phần là như vậy, những ai đã biết đóng pin rồi thì khó để pin nó hư lắm đó. Thì có anh này anh gửi lên mà cũng là một cái máy bốt, thì cái trường hợp này á thì nó rất là dễ, tại vì đề ba do Hiếu cầm được cái máy á là Hiếu đã đoán nó được bệnh rồi, là tại sao mà cái pin nó bị cháy. Thì đề ba vô là Hiếu chỉ cần lấy cái đầu vít cái nhét vô cái máy thôi, nhét vô ví dụ ha, anh em quay mà nó bị khựng lại một chỗ là cái thứ nhất, cái thứ hai á, mà có nhiều máy nó quay không được luôn, nó cứng luôn là hiểu rồi. Thì anh em bỏ pin vô anh em chạy là chỉ có cháy pin thôi. Trên lý thuyết á thì một cái mạch mà mạch pin á, mạch ví dụ như 3S40A hay hoặc là 3S60A hoặc là 3S25A gì đó thì nó đều có là chức năng là ngắt mạch hoặc là bảo vệ đó. Đó, nhưng mà 50-50 thôi anh em ha. Cái mặt thì Hiếu không sản xuất nên cũng không nói được. Đó, nhiều khi nó không còn chức năng đó. Thì cái mặt đó, nãy giờ Hiếu đang nói cái mặt đó thì nó cháy pin là bình thường, nó cháy mặt chứ. Cái mặt là bình thường. Còn mặt mà nó không cháy á là còn khổ hơn nữa, hoặc là mặt nó không ngắt á là nó sẽ cháy. Cháy cuộn luôn hoặc là cháy cuộn góp. Đó, nói chung là nó rất là nhiều yếu tố. Thì cái trường hợp máy này á thì nếu mà anh em nào bị á thì anh em sẽ biết liền. Đầu tiên đó là Hiếu đề ba về là Hiếu đó, giống như lúc nãy Hiếu nói á, ghim đầu vít vô quay là nó bị khựng rồi, mà nó bị khựng một chỗ một thôi, anh em quay xong cái một chỗ nó khựng đó, là bị cái gì thường á, là nó sẽ bị là bị đối xứng cái cổ góp nó bị cháy á, cái cổ góp á thì một cặp nó bị cháy rồi nên nó hít lại đó. Nhưng mà trường hợp này nó không bị như vậy mà là nó bị là bị kẹt ba dớ ha, kẹt mấy cái ba dớ vô mấy cái ngạnh này nè, thì nó là 500 bính cụ, mà khi anh em bánh tôn lập mấy nhà anh em đặt cái máy xuống thì những cái mọt đó nó xích vô thôi đó, nên là nó bị kẹt vô đây. Thì trường hợp này là vẫn còn hên là nó chỉ có cháy mặt pin, thì anh nói là cái pin cứ đưa về là sẽ bị hư hết đó. Thì anh nản quá, anh cứ tưởng là cái người bán máy cho anh là đóng pin dộn, như thật sự thì em nói với anh luôn ha, anh nếu anh có coi clip này thì cái pin nó không có dộn đâu, nhưng mà chẳng qua là nó bị kẹt anh không biết thôi nên cứ đưa về là bị đó. Thì Hiếu đã xịt thổi bụi á, thổi bụi nó văng ra hết rồi, Hiếu quay nè, thấy không, nhẹ nhàng lại nè đó, thì Hiếu lại ráp lại, Hiếu chạy thì nó sẽ lòi ra thêm một bệnh nữa là bị nóng cổ than đó. Thì nó từ đâu mà nó ra cái vụ nóng cổ than thì rất là nhiều anh em hỏi Hiếu rồi á, thì Hiếu cũng có chị trên mạng rồi á, không biết sao mà thì cũng có nhiều người không hiểu hay sao, thì hôm nay Hiếu lại nói đi nói kỹ lại luôn. Máy mà chạy yếu hoặc là nóng cổ than thì anh em phải kiểm tra những cái chân tiếp xúc nào mà gần của cái máy nhất, gần cái motor nhất, thì chỉ là từ đâu là từ cái than thôi, từ cổ than đến cổ góp thôi, rồi sau rồi mới đến những cái chân tiếp xúc như thế này rồi những thế này đó, hai chân cộng vào đó. Nhưng mà trường hợp này thì hiếm lắm, mấy trường hợp này hiếm lắm. Trường hợp chính của nó là như cái cổ than như thế này nè, thì Hiếu mới phát hiện ra đó, Hiếu có vệ sinh một cái than rồi ha, còn cái này chưa vệ sinh nè. Hiếu cho anh em thấy nó bám một cái lên một cái bề mặt là gọi như là giống như là keo hay cái gì đó đó, giống như để ngoài bãi lâu năm hay sao á, Hiếu không biết, nhưng mà nó bám dày lên vậy thì làm sao mà nó tiếp xúc vô được trong mấy cái khe này, nó không tiếp xúc được đó. Thì nó nóng cổ than là chuyện dĩ nhiên thôi, mà từ cái nóng cổ than đó, nó sẽ làm cho máy mình chạy yếu, thì anh em phải vệ sinh than, và từ cái nóng nó luôn nè, nó tức nước nó vỡ bờ nó vỡ than luôn ha. Đó, anh em thấy rồi đó,
vỏ than luôn. Rồi than này thì nói chung là không tiếc rẻ nữa, chứ lẽ mài đi thì vẫn chạy được thêm 2-3 năm á, nhưng mà thôi thay than luôn đó. Thì cái trường hợp mà hôm nay Hiếu nói là nó bị những cái trường hợp đó ha. Anh em nào mà gặp phải á, thì anh em có thể tự xử lý ở nhà. Trước tiên là Hiếu nhắn nhủ á, ví dụ anh em sử dụng liên tiếp ngày nào cũng sử dụng á, thì anh em nên cuối năm hoặc là nửa năm anh em tháo máy ra, anh em lấy vòi hơi. Anh em không có vòi hơi như thế này, nếu mà anh em không có vòi hơi á, thì anh em có thể ra tiệm sửa xe hay gì á, là ra kêu bán cho tôi mấy lít hơi vậy đó, anh em xịt thôi. Xịt làm sao mà cho nó sạch sẽ hết ở trong đó, anh em quay nó trơn tru, tháo cổ than ra anh em quay trơn tru. Không chỉ riêng về cái hệ này, tất cả các hệ luôn, tất cả các hệ máy khoan pin và kể cả máy điện luôn, đó là anh em phải cần là cho nó trơn tru cái vòng này, cái cuộn rotor này và những cái chân tiếp xúc than là đều phải tốt thì máy nó mới hoạt động được ha. À, rồi bây giờ Hiếu sẽ test thử cho anh em xem ha. Đưa về là cháy pin, đưa về là cháy pin. Đó, như cái than này là Hiếu vệ sinh rồi ha, vệ sinh rồi thì Hiếu sẽ gắn lại à. Còn anh em lưu ý ha, gắn than là bên đây nó có một cái khe bên đây chứ không phải nhét vô đây anh em ha. Đó, khe bên đây nè, đó cái bên đây nè, nhét vô khe đây. Còn em nhấn xuống, anh em test máy thì anh em cũng phải cần có nắp đậy than luôn ha, chứ đừng có lấy hai tay nhấn như vậy. Đó, bật sơ sơ và cũng được. Rồi bên đây thì sẽ thay cho nó một cái than mới, thay một cặp cũng được anh em ha, nhưng mà trường hợp này thì không đáng đâu, không đáng để mình thay một cặp đâu, tại vì than của nó vẫn còn ok nên Hiếu không cần thay cặp. Nè, Hiếu đo là nó vẫn còn dài lắm, than mới nè, nó chỉ hơn nhau có một ly thôi ha, đó nên không nhất thiết là phải thay một cặp. Còn nếu mà khách chịu một cặp thì cứ thay cặp, nói chung chẳng sao, nhưng mà Hiếu nghĩ nó không đáng. Nói chung là thay như vậy vẫn ok, nó không có thay đổi gì vấn đề vận tốc hết. Rồi thì anh em muốn chắc cú á, coi là có phải bị chạm thêm cái cò nữa hay không á, thì anh em có cái nguồn điện nào khác khỏi cái cục pin của mình thì càng tốt, còn không á thì anh em bóp cò nhấp nhẹ lên. Như Hiếu á, là Hiếu có nói chung làm nghề mà thì có những cục pin kiểu như là nó còn cầm một tí xíu á, thì anh em để dành anh em test máy, nếu nó có hư pin thì cũng hư cái pin đi kèm bên trong, thì đằng nào cũng tháo ra dục bọ mà. Rồi nhớ là âm dương của nó ha, đừng có để ngược cực là nổ co lên, nổ con diode chống ngược cực lên. Rồi tôi sẽ test máy bóp thử cho anh em xem nè, đó điều tốc nè, đó như vậy là ok thôi. Đó, thấy cái pin zin nó chán không anh em, nhân viên là nó chạy lên từ từ cái nó lụi dần dần. Rồi nếu mà thử như vậy ok rồi thì anh em có thể test được cái cục pin của mình rồi. Đó, những pin đóng lại anh em đưa vô test ha. Đó, nghe tiếng máy khác liền ha, pin đóng mới nè. Đó thì nó đã chạy như thế này rồi mình test cả đảo chiều rồi nhanh chậm này nọ đó, đảo chiều test điều tốc. Còn đảo chiều á, thì anh em muốn test ở ngoài này á, anh em cái mấy dòng máy bốt này á, nó rất là cứng, anh em đừng có cầm cái chỗ này, mà anh em cầm chỗ này nè, anh em gạch qua liền luôn là với được ha, chứ anh em mà cầm này lung lay là nó rớt cái đảo chiều ra lại là đang lành ra què ha. Còn không anh em nhét á, thì anh em gắn vô máy anh em đảo chiều cũng được, không sao đâu. Đó, rồi anh em rờ của than nè, cho nó chạy thêm tí nữa đi, nó ấm á, là ok, còn nó nóng mà như lửa đốt đó là không đúng anh em ha. Mình sẽ bóp cho nó chạy nữa, nó ấm á là đúng của nó, thẳng ok luôn ha. Rồi nó sẽ vặn ra nè, sẽ rờ nè, đó ấm ha, ấm chứ không phải là nóng như lửa đốt. Nếu mà nóng như lửa đốt là Hiếu đục vô nãy giờ phỏng rồi đó. Anh em nào mà gặp trường hợp mà đục vô mà phỏng anh em chịu không nổi á, là biết là tiếp xúc không tốt rồi. Tốt nhất là thử hai bên luôn ha, tranh thủ nó còn ấm mình rờ lên. Đó, cái này là cái than cũ nè mà vẫn ấm nè là được rồi nè.
Còn lúc nãy Hiếu test á là nóng lắm, nóng như lửa đốt. Ở như vậy là thành công rồi anh em ha. Nó đã chạy như vậy rồi thì anh em ráp máy vô lại thì là phải ok thôi, chứ không thể nào mà không ok được. Rồi thì video hôm nay là Hiếu nhắn nhủ cho anh em á là nó đi nó kỹ lại luôn, là anh em khi đóng pin cho khách là anh em phải lưu ý đến là cái máy của khách nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái cục pin anh em đóng xong rồi anh em gửi về cho khách thì anh em bảo hành chết luôn á. Trước tiên là anh em phải hỏi á là cái máy ở đó nó chạy có ok không. Tại thường á những khách á là thường cũng hay cũng có bạn bè hay cái gì đó là người ta thử cái pin của bạn người ta rồi người ta test chạy ok, mà tại sao pin mình không ok đó, là thì lúc đó thì anh em không cần đưa máy về cũng được, tại vì khách đã đảm bảo như vậy rồi đó. Thì mình tin khách là khách đã thử mấy pin khác ok, pin không bị cháy thì nhận pin mình về mình đóng pin lại. Còn nếu mà khách chưa thử mấy cục pin khác thì anh em phải tự hiểu ha, là cần phải hỏi kỹ lại khách hàng là bây giờ tốt nhất là nên đưa cái máy và kể cả cục sạc nữa cả đóng là một bộ đó, thì mình kiểm tra tổng quát. Còn khách nếu mà không tin tưởng mình đó thì thôi khỏi nhận cũng được đó, chứ phải cọc ba đồng xi nhê gì anh em. Tốt nhất đó là đóng pin là phải như vậy anh em ha. Còn máy móc đó thì đó nãy giờ Hiếu nói nó chỉ vòng vòng đó thôi. Trường hợp hôm nay á là nó bị là bị cấn ha, bị cấn ba dớ. Còn nhiều trường hợp khác nữa Hiếu gặp hoài à, đó là bị mười mấy hai chục lần luôn rồi, chứ không phải một lần đâu, là bị cò nữa ha, cò nó dơ á. Đó là nhất là những người mà ham rẻ, xong cái đúng là không phải ham rẻ nữa mà người ta thích ra bãi người ta mua rồi, thì ra bãi mua thì nó cũng rẻ hơn Hiếu là tầm khoảng 150-200 á, thì tại vì công Hiếu về Hiếu làm rửa sạch sẽ là Hiếu lấy 200.000 đó, thì về nó bị dơ bên trong cò, nó chạp bên trong là nó sẽ cũng bị cháy pin, là cũng là chuyện thường tình đó, là anh em lưu ý cái vấn đề này ha. Rồi video của Hiếu hôm nay xin kết thúc ở đây, xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.